Thanh Trường, Ngọc Tuệ. Thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Lòng thương xót cho bạn và tôi, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Thi Thiên 103, câu 8 đến câu 12, bản truyền thống Hiệu Đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Câu gốc hôm nay được chép trong Thi Thiên 103 câu 9. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Một trong những hậu quả của đại dịch Covid-19 là bắt buộc cập cảng các tàu du lịch và cách ly hành khách. Tờ báo The Wall Street Journal đã đăng bài báo phỏng vấn một số khách du lịch. Khi bàn về việc cách ly mang lại nhiều cơ hội để trò chuyện với nhau hơn, một hành khách nói đùa rằng vợ anh ta với trí nhớ tuyệt vời đã kể ra mọi lỗi lầm mà anh từng phạm phải và dường như không bao giờ có hồi kết. Những câu chuyện thế này có thể khiến chúng ta bật cười, nhắc nhở chúng ta về bản chất con người của mình và cũng cảnh báo khi chúng ta cứ giữ chặt những thứ lẽ ra nên buông bỏ. Tuy nhiên, điều gì giúp chúng ta tử tế với những người làm tổn thương mình? Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta được miêu tả trong những phân đoạn như Thi Thiên 103 câu 8 đến câu 12. Thông điệp được đưa ra trong câu 8 đến câu 10 thật đáng chú ý. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Việc cầu xin Chúa giúp đỡ khi suy ngẫm Kinh Thánh sẽ khiến chúng ta suy nghĩ lại về việc trả đũa hoặc kế hoạch trừng phạt thiếu suy xét. Điều đó sẽ thúc giục chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cho những người chúng ta bị cám dỗ làm hại bằng cách giữ chặt lấy ân điển, lòng thương xót và tha thứ. Bạn đã từng bị cám dỗ muốn làm hại ai vì những tổn thương họ gây ra cho bạn? Bạn có thể nhờ ai cầu thay cho mình? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa thương xót, nhân từ và tha thứ, xin giúp con rộng mở ân điển và lòng thương xót cho những người đã khiến con đau đớn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.